gì, cái chuyện gì xảy ra vậy? Ở giữa lớp có một cây đèn giao thông giữa là sao? Đây là cái gì? Trời chúng mày không rồi. Trời chúng mày luôn rồi. Thì đang ở trên, còn họ đi lâu trên video đang ở dưới đây. Cho đi và trên này đang bắn bành ở phía trên nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.